Ròng rã đã 5-6 năm rồi, những con dốc cao lên xuống lẩn khuất giữa những vườn cà phê vùng đất Xuân Trường này đã quá quen với bước chân của Minh Phát. Ngày nắng cũng như ngày mưa, quãng đường xa tít tắp đến trường mất khoảng 30 phút đi bộ leo dốc với một cậu bé thật quá sức. Có lúc cũng đã khiến Phát bật khóc không muốn đi học nữa. Nhưng nghĩ về người mẹ nghèo khổ của mình, thương mẹ vất vả ngược xuôi tháng ngày để lo cho con được đi học, Phát lại nhủ lòng quyết tâm đứng dậy tiếp tục đường xa đến lớp. Mẹ của Phát, chị Minh, người phụ nữ tha hương bao năm chưa một lần được trở về thăm quê và cha mẹ già, chỉ vì những trái ngang cay đắng của một cuộc hôn nhân không danh phận. Có với nhau bốn mặt con, những tưởng cuộc sống dù nghèo vẫn sẽ cùng vượt qua để mà gầy dựng vun vén. Vậy mà có ngờ đâu, tình cha con và lòng người đã không vượt qua được những thử thách của cái nghèo cái khổ. Sau khoảng thời gian suy sụp từ ngày cha Phát trở về và mang hai đứa con trai ra đi không một lời từ biệt, một mình chị đành ôm hết những tủi buồn vào trong, gắng sức làm lụng để nuôi hai anh em Phát. Thương cảnh ba mẹ con bơ vơ khốn khổ, không một mái nhà che mưa che nắng, bà con nơi đây đã rộng lòng sẻ chia giúp đỡ mẹ con Phát giữa những tháng ngày gian nan. Mấy mẹ con làm sao? Thì cũng bình nhà thường. Cửa sao? Ấy bình thường chị. Rồi nói chung là mấy mẹ con thì cũng, em thì đi làm, hai đứa nhỏ đi học vậy thôi. Hôm Tết chị nhắn qua cho quà hai đứa nhỏ sao không qua? Bữa hôm em đi làm ở đêm ở trển á, con Minh Phát ở nhà thôi, con bé ở trển á. Rồi sáng sớm người ta chở con bé đi học, con Phát thì ở nhà từ lo ăn rồi từ đi học. Em cũng nhận nhưng mà cháu nó mặc đi học thì cháu nó ngại, không có qua. Em cố gắng lên thì để mà mình đi tiếp con đường nha. Dạ em cũng phải cố gắng để cho con em sau này nó có cái tương lai chứ. Nhiều đêm nằm em cũng khóc nhiều dữ lắm á chứ. Thôi thì em cố gắng lên nha. Đây là cái coi như là nhìn hai đứa nhỏ mà mình cố gắng lên, cố gắng làm để mà lo cho hai đứa nhỏ cho nó được đi học tới nơi tới chốn. Để sau này nó đỡ khổ hơn mình. Nha. Bà con lối xóm là cũng quan tâm tới nhà của mình lắm. Như mấy anh chị ngoài đây cũng vậy, vô lâu lâu là thấy cho gạo, rồi cho quần, cho áo, cho quà bánh cho mấy bé. Cái khó khăn nhất của gia đình mình đó là hiện tại là phải ở thuê, ở mướn. Đó, rồi phải đi làm thuê làm mướn. Mà một mẹ mà nuôi hai đứa con. Đó, rồi ở đây thì mình cũng lâu lâu mình qua chơi rồi hỏi thăm, rồi mình cũng dúi cho chút đỉnh này kia như gói mì, gói bánh gì thôi, chứ mình chỉ có thể giúp đỡ một ít phần nào. Rồi bà con cũng vậy, cũng chòm sớm cũng giúp đỡ một ít phần nào. Từ khi Phát lên lớp 6 là có nhà trường hỗ trợ cũng rất là nhiều. Rồi mấy người ở sàng xóm đấy, người nào cũng thương yêu hết á. Em cũng buồn dữ lắm, đi làm 16 năm rồi mà cũng không có một đồng tiền để đi về cha thăm cha mẹ đẻ. Trong lúc đó hả, không có đất, không có một cái nhà để che mưa đục nắng. Thì bây giờ cũng buồn, mà cháu thì càng ngày càng lớn. Rồi cái thứ hai nữa, sau này người ta lấy đất đai đi rồi, không biết ba mẹ con thể đi về đâu mà ở chỗ nào. Phát thì về cũng có hay tâm sự với mẹ, nói là con phải học có kiến thức để sau này con làm, đi ra làm có một cái nghề gì đó ổn định để kiếm tiền nuôi mẹ và nuôi em. Rồi con cũng ước mơ là có một ngôi nhà nhỏ để cho mẹ ở, khỏi phải khổ như người ta. Mình là một người mẹ cũng đã khổ rồi, thì bây giờ hả, nhìn hai đứa con cho nên có động lực để cho em đi làm.
kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ. Căn nhà kho của một chủ vườn cà phê tốt bụng đã trở thành nơi ba mẹ con tá túc, nương nhờ suốt bao năm. Cũng là nơi Phát ngày ngày nuôi ước mơ con chữ. Hoàn cảnh gia đình nay đây mai đó suốt một thời gian dài và sự ngăn cản của cha, của bà nội đã khiến việc học của em bị gián đoạn, học trễ đến 3 năm. Bởi vậy, Phát luôn tự nhủ với mình phải cố gắng thật nhiều, vượt lên những mặc cảm tự ti vì nhà nghèo, vì mình nhiều tuổi hơn các bạn để quyết chí học tập. Và cũng bởi Phát hiểu rằng chỉ có học tốt mới chính là con đường duy nhất dẫn đưa ba mẹ con em thoát khỏi những cơ cực hiện tại để mai này em có thể đỡ đần cho mẹ nhiều hơn. Con thì bình thường cũng ăn rồi đi học. Hồi trước còn có cha con cũng hay đánh mẹ con nên con cảm thấy con giận cha con lắm, giờ bỏ con mà bây giờ hên lòng người ta rủi lòng thương người ta cho mình ở nhờ không lấy tiền, chứ nếu người ta mà không cho ở thì giờ không biết ba mẹ con đi đâu nữa. Nhà con nghèo thì con cũng không có ngại, tại có nhiều người còn khổ hơn mình, thôi mình cố gắng mình đi học để mình bớt khổ. Giờ con thì con cảm thấy con đường học tập nó khó, nhưng mà nếu khó như vậy thì sau này mình mới thoát được cái nghèo. Con sau này thì con ước mơ là có một căn nhà thật cho ấm áp, đủ tình thương của cha của mẹ, mà bây giờ còn một mình mẹ thôi, con phải cố gắng hơn nữa để mẹ con bớt khổ, chứ con không biết làm cách nào nữa. Giờ con phải cố gắng con học. Ở nơi đây, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Xuân Trường cũng đã trở thành mái nhà thứ hai đầy gắn bó của Phát, nơi em được sống giữa bao tình thương quý của thầy cô bạn bè. Niềm vui và khát khao được đến trường mỗi ngày đã hóa thành những điểm số cao trong học tập, những thành tích tốt trong các hoạt động phong trào mà em tham gia. Sự quan tâm động viên thường xuyên của cô thầy và các bạn đã xua tan những nỗi buồn trong em, giúp em nỗ lực vươn lên để trở thành tấm gương vượt khó học giỏi và để đến gần hơn với những ước mơ tương lai của mình. Điều khiến con nể phục nhất là cho dù nhà bạn cách trường khá là xa nhưng mà bạn vẫn đi bộ đi học hàng ngày. Cho dù nhà bạn khó khăn thì bạn vẫn cố gắng học tốt, phụ giúp gia đình và mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Và trong lớp thì bạn nói chuyện hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp những vấn đề khó khăn như là học tập hoặc là vấn đề cá nhân. Em biết về hoàn cảnh của gia đình em Phát á, thì em cũng có ghé qua nhà và thấy là thực sự là Phát, để Phát đi học được thì thật sự là một cái là nỗ lực rất lớn của mẹ Phát. Thì bình thường á, ngày cũng làm công thì nuôi cả hai anh em mà ở thì cũng là chỉ trong một cái chòi cà phê do người dân thôi. Mà Phát đi học, đi bộ đi học thì cũng khá là xa mà lên dốc cũng rất là nhiều. Nhưng mà ấy là vậy, nhưng mà Phát vẫn rất là chịu khó đi học và Phát đi học trễ hơn các bạn tới 3 tuổi. Vậy nên nhiều khi là cái tâm lý của bạn là các em thì nhỏ hơn mình nhưng mà mình vẫn cứ học lớp 7. Thì Phát rất là, nói chung là nhiều khi em thấy Phát nó cũng hơi tự ti về cái số tuổi của nó. Nhưng mà ý là Phát vẫn học rất là giỏi. Cái thứ hai đó là về cái việc mà giao cho Phát làm cái nhiệm vụ là lớp trưởng á, thì em thấy là bạn hoàn thành rất là tốt, cả về những cái công việc giao ở nhà hay là lên là điều hành lớp. Em cũng mong qua thông qua chương trình Hoa Cúc Trắng thì Phát sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ hơn từ các mạnh thường quân, và để em có thể là học hết cấp 3 và có thể một tương lai tươi sáng hơn. Ngày lại ngày, trên những con dốc ở vùng đất Xuân Trường, vẫn là đôi bàn chân không mỏi của Minh Phát đi về, vẫn là một mái nhà kho tạm bợ chở che ba mẹ con cút côi bữa đói bữa no trong khổ nghèo. Ở đó có cậu trò nhỏ khát khao được đi học để sớm báo hiếu cho mẹ, để nuôi em gái nhỏ dại. Ở đó có người mẹ tảo tần, dù có đắng cay đói khổ bao nhiêu cũng cố gắng đến tận cùng để các con được đến lớp. Cứ thế, một ngày mai chưa đến nhưng đang dần hiện hữu từ bao gắn gỏi vượt lên của những phận người kém may mắn. Tin rằng
mong ước cho ngày mai ấy của ba mẹ con em sẽ được lắng nghe và thấu cảm, để tình người rộng lớn luôn là điểm tựa, nâng đỡ cho những cảnh đời khốn khó. Em mong ước là sau này làm có tiền dành dụm mua căn nhà nhỏ nhỏ, dù là nhỏ cũng được, để cho có con nó có che mưa đục nắng, rồi con sau này nó đi học đi hành, rồi sau này muốn con mình nó có cái ngành cái nghề như người ta. Em phải quyết tâm tăng giá nào cũng phải cho con đi học, dù cho đi mượn đi vậy cũng cho con em đi học, tại vì mẹ đã khổ rồi cho nên là phải cho con em đi học, kêu có bàn bằng bè.